Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Châu phục lốt tam đầu quần khúc râu lên truyền đòi tứ trụ hai bên quan tuần loạn sáng vự lên trên dòng sông. Tà sát quỷ trừ tinh quan lớn tuần vạn phép muôn linh quyền cao tay quản nhiên minh nhà trời. Ngự đồng ai thì mình quyền nóng nóng quý đường ngoài trời quỷ khí loạn tôn quan hiển quý quan ra tay tế độ cho nhân nhân sang con nhờ hiển thần cơ ra đi hùng hồ đường huy trời tế độ nhân quân đùng đùng nổi trận phong vân ngự đồng ban phép dân nghi trừ tà cánh sâu kia đem về là chân dân ai có tà ông trục chúng ta ra dù ai bệnh làm chữa qua cầu quan đế ông thì bệnh tà đến ta thân công cơ chỉ vui vui đã đi tam công đêm ngày giữ việc thủy cung đội lệnh cứu chúng cứu hộ cho muôn dân ai người cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa tòa ngay về giá ngự xương ta điện điện chữ thập thiên thành chữ thiên phổ hộ đệ tử thiên nhiên hòa hài một nguyện sáng phúc trừ tai đồng đồng gia tín chủ ai ai cũng thể bình thường cho buôn bán trăm đường tiền tài lưu loát bạc vàng sẽ đề đa nguyện thứ ba cho cung tài cầm bên bốn.